Xin chào bạn con. Hôm nay thầy sẽ chữa cho chúng ta một số cái đề ôn tập học kỳ 2 toán lớp 7. Nhưng mà thầy sẽ làm riêng các vít về phần trắc nghiệm riêng và tự luận riêng để bọn con học cho dễ. Một cái đề thi của môn toán lớp 7 sẽ có thể có từ 6 cho tới 10 câu trắc nghiệm. Tùy cấu trúc của mỗi một trường họ có thể bố trí khác nhau một tẹo. Với cái đề số 1 thì câu đầu tiên là gì? Giá trị của biểu thức A bằng trừ x mũ 3 cộng 3 tại x bằng 1. Thì câu hỏi này bọn con cần làm gì? Họ hỏi giá trị tại x bằng 1 thì công việc của mình đó là thay x bằng 1 vào vào A. Và chúng ta sẽ có là A tại 1 bằng trừ 1 mũ 3 cộng 3. Mà bọn con nhớ cho thầy là gì? 1 mũ 3 thì ra 1 và dấu trừ ở đầu. Nên chỗ này sẽ là trừ 1 cộng với 3 và kết quả ra là 2. Vậy bọn con sẽ khoanh vào đáp án B nhá. Tiếp tục câu số 2. Đa thức PX như thế này. Hỏi hệ số tự do là bao nhiêu? Thì bọn con lại nhớ là hệ số tự do là phần hệ số của hạng tử bậc bậc 0. Mà hiểu nôm na là 0 chứa x, không chứa x. Nó không có chứa x mũ mấy cả, nó đứng một mình. Và khi mà tìm hệ số tự do thì chúng ta nhớ là chúng ta phải xét cái đa thức là gì? Chúng ta phải xét cho thầy là đa thức đã thu gọn nhá. Đa thức đã thu gọn. Chữa thẳng lên đề nên là thầy cứ nháp luôn vào đề. Cần chú ý gì thì thầy ghi. Bọn con vừa nhìn vừa nghe cho nó nhớ. Đây, phần này là có x bình phương, phần này có x mũ 3, phần này có x. Và cái phần hệ số tự do đây chính là cái ông mà không đi với x nào cả. Và kết quả mình sẽ khoanh vào đáp án B. Đúng chưa nào? Câu số 3. Bậc của đa thức này là gì? Thì rất may là chúng ta nhìn vào đây. Mũ 4, mũ 3, mũ 2, mũ 1 và tự do. Ở đây là chúng ta thấy đã thu gọn rồi. Đã thu gọn cái đa thức PX rồi. Mà như vậy, bậc là gì? Bậc của đa thức chính là lũy thừa lớn nhất của X. Mình hiểu nôm na và nhớ với nhau, đó là cái lũy thừa lớn nhất của X. Lũy thừa lớn nhất của X trong số các hạng tử. Ví dụ hạng tử này thì lũy thừa là mũ 3. Hạng tử này là x mũ 2. Hạng tử này mũ 1 và hạng tử to nhất đây rồi. Vậy bậc của nó là bậc gì? Bậc của nó là bậc 4. Được chưa? Trong trường hợp mà đa thức chưa thu gọn thì mình phải thu gọn đấy nhá. Nếu mà chưa thu gọn thì mình phải thu gọn. Rồi tiếp tục. Câu số 4. Giá tiền một que kem là x đồng. Một que kem. Một que kem nhá. Một que kem là x đồng. Thì bây giờ phải mua 7 que kem. Cái này nó như bài toán tiểu học ấy thôi bọn con. Cái này đơn giản là nhân lên 7 lần, vậy nó là 7x đồng. Thế thôi. Một cái câu mà cho bọn con gỡ điểm thôi mà, chứ có đánh đố gì đâu. Hiệu của hai đa thức đây và đây. Nhưng mà nhớ là hiệu nhá. Hiệu tức là mình làm phép trừ. Vậy mình sẽ lấy là 7y bình phương cộng với 2y, đóng ngoặc, rồi trừ đi 4y cộng với 7y bình phương. Và khi mình phá ngoặc thì sẽ là gì? 7y bình phương cộng với 2y trừ đi 4y và trừ 7y bình phương. Chúng ta hiểu rằng là 7y bình phương trừ đi 7y bình phương là hết, gạch đi. Và 2y trừ 4y thì kết quả bằng
âm 2y. Tại vì sao? Tại vì chúng ta hiểu là chúng ta nhóm y ra ngoài, bên trong còn 2 trừ 4 và kết quả là bằng y nhân với âm 2 và kết quả là âm 2y. Vì vậy là mình sẽ khoanh vào đáp án C là âm 2y. Câu 6, nghiệm của đa thức này là gì? Thì chúng ta lại phải nhớ nghiệm của đa thức là cái gì? Nghiệm của đa thức chính là cái số mà khi thay vào đa thức, là cái số mà khi thay vào đa thức thì ra kết quả bằng 0. Nói cách khác là P của A mà bằng 0 thì chúng ta nói rằng x bằng A là nghiệm của Px. Cái số nào mà đem thay vào nó ra 0 thì đó là nghiệm. Hoặc nói cách khác là khi tìm nghiệm là chúng ta đi giải cái việc là Px bằng 0 xem x bằng bao nhiêu. Đó chính là việc mà chúng ta đi tìm nghiệm. Ở đây thì 8 cộng x mũ 3 bằng 0. Vậy chúng ta có thể hiểu là x mũ 3 thì bằng âm 8. Và số nào mũ 3 lên ra âm 8 thì x ở đây chính là bằng âm 2. Vậy đáp số chính là âm 2. Được không? Câu số 7. Giao điểm của ba đường cao trong một tam giác thì là gì? Thì cái chuyện này bọn con chỉ cần học lý thuyết thôi. Giao của ba đường cao nhá. Bọn con vẽ ra. Đường cao là cái gì? Là vuông góc tam giác ABC. Giao của đường cao thứ nhất, đường cao thứ hai và đường cao thứ ba. Thì chỗ này người ta thường ký hiệu là chữ H và người ta gọi tên H chính là trực tâm của tam giác. Trực tâm của tam giác. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ khoanh vào đáp án C. Còn bọn con thử nhớ xem trọng tâm là gì? Trọng tâm là giao của ba trung tuyến nhá. Trọng tâm là giao của ba trung tuyến. Thế điểm cách đều ba cạnh thì sao? Cái câu A này này, nó là giao của ba đường trung, cách đều ba cạnh à? Thì xin lỗi, giao của ba đường phân giác, giao của ba đường phân giác trong nhá. Điểm cách đều ba đỉnh thì câu B này là giao của ba đường trung trực. Tiện thể làm câu 7 thì mình nhắc lại với nhau. Điểm cách đều ba cạnh là giao của ba đường phân giác. Điểm cách đều ba đỉnh là giao của ba đường trung trực. Giao của ba đường cao gọi tên là trực tâm. Còn giao của ba trung tuyến gọi tên là trọng tâm. Được không? Rồi, câu số 8. Câu số 8 là gì đây? Một tam giác cân có số đo góc ở đáy bằng 70 độ thì số đo ở đỉnh là bao nhiêu? Chúng ta gạch chân cho thầy cái từ là tam giác cân. Tam giác cân ấy thì chúng ta sẽ vẽ cái hình như thế này. Đó. Tam giác cân có số đo góc ở đáy là 70 độ. 70 độ. Mà tính chất của tam giác cân là gì? Hai góc ở đáy sẽ bằng nhau. Vậy bên này cũng là 70 độ nữa. Thế thì chúng ta có 70 cộng 70 cộng với lại góc A ở trên này là bằng 180 độ. Tổng ba góc trong một tam giác là 180 độ. Vậy góc A chúng ta sẽ tính ra là 40 độ. Đáp số quanh vào D. Được chưa nào? Đó là toàn bộ cái phần trắc nghiệm của đề số 1. Có gì thắc mắc thì chúng ta báo với thầy nhé.